Gần một năm nay, Bệnh viện Đa khoa Long An là nơi chị Phi Hồng thường xuyên có mặt. Ngoài lịch chạy thận lọc máu 3 ngày mỗi tuần, chị còn phải nằm viện vì sức khỏe yếu hoặc đôi khi không thở nổi do nhiều chứng bệnh khác gây ra. Cứ mỗi lần nhập viện, thời gian nằm lại thường phải kéo dài, cần có người chăm sóc. Những lúc như thế, chị chỉ mong sao mau khỏe, sớm được về nhà để chồng con đỡ vất vả, chạy tiền hàng ngày, lo chi phí thuốc thang cho chị. Cũng tương đối nhiều cái bệnh nền. Cô Hồng là có cái bệnh thận mạng của mình là giai đoạn 5, là cái giai đoạn cuối cùng trong cái mà bệnh thận mạng. Thì hiện tại cô này đã được lọc máu chu kỳ khoảng 6 tháng. Bên cạnh đó thì cô cũng có mắc thêm một số bệnh như là bệnh đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bình thường một cái người mà mắc bệnh thận mạng giai đoạn 5 là giai đoạn cuối cùng của suy thận mạng là đã nặng rồi. Mà bên cạnh đó cô Hồng còn mắc thêm một số cái bệnh nền thì cái tình trạng của Hồng là tương đối nặng, cũng có nguy cơ tử vong trên lúc lọc máu. Sức khỏe yếu và có nhiều nguy cơ rủi ro là vậy, thế nhưng điều chị lo lắng vẫn luôn là gia đình, nhất là đứa con gái nhỏ mới lên 8 tuổi của chị. Mẹ nằm viện, cha phải lo cho mẹ qua phải tranh thủ đi làm mướn, anh trai cũng phải đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ. Những lúc đó, bé Diễm Kiều phải ở nhà một mình. Trông nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi lên 8, nhưng bé Kiều hoàn toàn có thể tự lo cho mình được. Có lẽ sinh ra trong gia đình nhiều khó khăn vất vả, cô bé đã sớm ý thức được mình cần phải làm gì để ba mẹ an tâm. Con bệnh là con thương mẹ con lắm. Mẹ con kêu giặt đồ thì con phơi đồ cho mẹ. Kêu con rửa chén, con mẹ con rửa gần úp lên. Con nhớ mẹ lắm. Khi ekip thực hiện chương trình đến nhà của chị Hồng, may mắn gặp được anh Đoàn Văn Cường, chồng chị. Anh vừa từ bệnh viện về. Anh cho biết do có người thuê làm nên anh nhờ mẹ chăm sóc vợ để về đi làm kiếm được đồng nào hay đồng đó, lo cho vợ và con cái. Bà con của bà ở đây rất thương vợ chồng cháu Cường. Vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau với nhau bằng một cái tình thương đậm đà giữa sinh riêng. Kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, anh không quên nhắc về nỗi đau mà vợ phải gánh chịu hàng ngày. Anh chị gặp nhau trong nghèo khó, cùng nhau cố gắng vì mong muốn mang lại cuộc sống đủ đầy cho các con. Vậy mà bệnh tật đã không cho anh chị thực hiện được ước mơ của đời mình. Thì nói chung hồi trước chưa có bệnh thì làm ăn thì cũng tính phấn đấu vượt qua, nhưng mà từ hôm bệnh tới nay rồi lớp đi mần không được, rồi lớp phải chở vợ đi chạy thận rồi đó, rồi thành ra công việc làm mà không có được, rồi chi phí rồi này nọ rồi nó không có đủ để trang trải cho cái phần đó, thành ra giờ nó cũng hơi khó khăn. Chứ thấy còn trẻ mà nhiều khi mang cái chứng bệnh khổ, còn nửa đêm nữa ấy đau nhức làm mình thấy tội lắm. Thì nói chung tình nghĩa vợ chồng sống nay mấy chục năm cũng có mấy mặt con rồi, thì giờ mình phải cố gắng, mình có sức khỏe mình phải lo cho hết cái khả năng của mình thôi, chứ giờ mình cũng không biết sao. Cái đó thật lòng tôi nói, thì nhiều khi nửa đêm mới đau nhức tôi thấy chịu không nổi. Vậy phải xô bóp đấm bóp rồi chừng nào nó ngủ được rồi mình mới ngủ được. Cái hoàn cảnh của chị Phi Hồng và anh Cường nè, hoàn cảnh thì hai vợ chồng cũng khó khăn, thì đứa con lớn thì cũng đi máy cắt, rồi đứa học sinh còn bé đó, rồi chỉ mầu bệnh thì cũng hơi gia đình cũng khó khăn á,
giờ nhờ đài quay lên thì phát lên nhờ Mạnh Thường Quân với những dòng tay thân ái đó, mở rộng vòng tay để hỗ trợ cho gia đình anh Cường, cho chị Phi Hồng, cho được một số tiền để đi trị bệnh, để cho chị ổn định cuộc sống sau này. Tại vì mấy đứa con còn quá nhỏ, với chị còn nhỏ tuổi đó, thì mình cũng mong muốn sao cho chị hết bệnh. Nhiều người biết anh Cường và chị Hồng do trước đây anh chị thường phụ giúp cho các đoàn làm từ thiện về địa phương, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Như anh chia sẻ, mình không có của thì giúp sức, chủ yếu là từ cái tâm. Khi biết gia cảnh hiện tại ai cũng thương, người dân quê luôn rất nghĩa tình nhưng giúp về vật chất cũng chỉ ở giới hạn. Thay vào đó, cứ có việc cần thuê mướn, mọi người lại nhớ tới anh như một cách hỗ trợ thiết thực nhất mà bản thân anh Cường vô cùng trân trọng. Thưa quý vị, qua những hình ảnh trong chương trình, khi vọng rằng hoàn cảnh của chị Hồng, anh Cường sẽ nhận được sự đồng cảm và cùng đồng hành với anh chị trong những tháng ngày phía trước. Để đóng góp giúp đỡ cho hoàn cảnh chị Trần Thị Phi Hồng, xin quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723822529, với nội dung hỗ trợ cho hoàn cảnh chị Trần Thị Phi Hồng, xã Mỹ An, tỉnh Long An. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã đến với hoàn cảnh bà Mai Thị Mào ở ấp Nhật Hòa, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ. Bà bị tai biến nằm một chỗ, chăm sóc cho bà hàng ngày là người con gái bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh, lúc không. Cuộc sống sinh hoạt vô cùng khó khăn về kinh tế. Sau khi phát sóng, hoàn cảnh của bà nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm sau. Danh sách ủng hộ bà Mai Thị Mào, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, phát sóng ngày 15 tháng 3, 2023. Chị Đào, chợ Thuận Mỹ, Châu Thành 100.000 đồng, gia đình ông Đường Minh Đáng 3 triệu đồng, chú Tím Ba Lăng, bé Si Gen, bé Bao, Ngọc Quyền 500.000 đồng, gia đình chú Quyền và cô Liên, gia ra ao tu Quyền, Tơ Bủ 4 triệu đồng, ông bà nội Gia Bảo Gia Minh 200.000 đồng, Tân Tú 100.000 đồng, Tuyết Thu 200.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, bà quá cố Nguyễn Thị Tiến 87 tuổi Thủ Thừa 100.000 đồng, Ni sư An Quệ chuột Phật Quệ 50.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiện Tài, Đại Đức Thích Lệ Nguồn, trụ trì chùa Ân Thọ, phường 5, thành phố Tân An 1 triệu đồng, gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ Kinh Nước Mặn Lâu Hữu Đông 1 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư 600.000 đồng, Úc An Điện Máy Thu Ngân Bến Lức 200.000 đồng, ông bà Phan Ca Di Kiều Mỹ Điện Máy Thu Ngân 2 triệu đồng, Quỳnh Quang Mực Trần Thị Mỹ Trân Di Kiều Canada 700.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai Trương Giang Quang Nguyễn Phúc Long Nguyễn Bảo Anh 800.000 đồng, Quốc Dương thành phố Tân An 200.000 đồng, Trần Thị Bận Cam Đồ 114 100.000 đồng, Chanh Cường Quyên 100.000 đồng, Bi Gia Thanh Sang Thanh Tùng Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân phường 2 thành phố Tân An 100.000 đồng, Gia Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Miso 100.000 đồng, Gia Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Cà Phê Suna 100.000 đồng, Châu Văn Danh 50.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc 50.000 đồng, Lê Thị Môn 50.000 đồng, hai bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thanh Đa Quang Chinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Nguyễn Cát Diêu Hằng Diệu Kiều Mỹ 1 triệu đồng, Nhà trọ Ngọc Nga 200.000 đồng, Đoàn Hồng Cẩm, phường Tân Khánh 200.000 đồng, Bàn Xem Đài ấp 9 Lương Hòa 500.000 đồng, Lam Anh chợ Trạm 500.000 đồng, Nguyễn Hồng Dũng Thuận Thành 400.000 đồng, chị Tiên chị Thi Tầm Du 200.000 đồng, gia đình Hồng Nẵm Hồng Cúc bé Thịnh 300.000 đồng, Thái và Hồng Đào 200.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm phường 6 thành phố Tân An 200.000 đồng, chú Hai Cầu Dòi 100.000 đồng, cô Dung Long Sơn Cần Đước 200.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương phường 6 thành phố Tân An 2 triệu đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa, 400.000 đồng. Bà Năm, cô Thích, cô Thoa, 150.000 đồng. Bà Lê Thị Trầu, 100.000 đồng. Nhóm Yoga, nhà văn hóa Bến Lức, 200.000 đồng. Chú Thành, cô Ánh, 200.000 đồng. Bé Tuệ Mẫn, Minh Khuê, hai bé quận 12, 200.000 đồng. Bàn Xem Đài ấp 3 An Thạnh và Kim Thoa 100.000 đồng, Xuân Thư Phúc Thịnh Kim Ngân Thúy Hằng 100.000 đồng,
tổ Phật tử ấp Bình Điện 800.000 đồng, mang kính Tân An 200.000 đồng, gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, Thu Xuân An Thạnh 50.000 đồng, Trần Thị Hồng Dân An Thạnh 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi thị trấn Bến Lức 100.000 đồng, Như Trực Bến Lức 50.000 đồng, Chiếu Thiện Dân Bến Lức 50.000 đồng, Chị Phượng Đồ Chay 500.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử chùa Thiên Phước 200.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, Kiều Dài Dự Dự 500.000 đồng, Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, gia đình anh Bản Chị Loan, thành phố Hồ Chí Minh 500.000 đồng. Lê Thị Thu Nguyệt, phường 2, thành phố Tân An 500.000 đồng, bạn xem đài Cần Chuột 300.000 đồng, bà Lê Thị Thêm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trần Thị Thu Hà, Cầu Voi 200.000 đồng, Long Bình Tâm 100.000 đồng, gia đình Sơn Hàng, Khánh Hậu 200.000 đồng, cô Trần Bạch Yến, giáo viên khu phường 2 50.000 đồng, công minh Thiên Phúc 200.000 đồng, tập thể công nhân tổ 2 S2 công ty Chinh Lưu 800.000 đồng, Quế Đức, Mỹ Khoa, Quế Hiếu 100.000 đồng, chị Tư phường 5, thành phố Tân An 1 triệu đồng, Quỳnh Thị Bông, Cần Chuột 250.000 đồng, Trịnh Hữu Phước, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Hữu Đức, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Văn Tý, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Ngọc Dân, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Bùi Chí Hùng, Trịnh Thị Mỹ Tiên 100.000 đồng, bạn xem đài phường 5 100.000 đồng, chú Tám Hé, Khánh Hậu 100.000 đồng, Anh Đức, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, gia đình Đoàn Thanh Cảnh, Mỹ Phú 200.000 đồng, Trần Hùng Dũng, phường 3, thành phố Tân An 200.000 đồng, quán Quỳnh Hoa Tủ, Gia Thanh 700.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Anh Bảo, phường 4, thành phố Tân An 300.000 đồng, Cô Mười, phường 4, thành phố Tân An 300.000 đồng, Anh Phước, giá số Quyên, Chọn, Hằng, Mơ, Anh Lai, Tư Hưng, Thịnh, Anh Minh, chị Mai, chị Hạnh, tiệm Hữu Lợi, Mỹ Linh 600.000 đồng, Cúc Tàu Hủ 200.000 đồng, Sỏng Nhỏ, Thanh Bảo, Má Thịnh 500.000 đồng, Như Ý, Như Ngọc 200.000 đồng, Thanh Thảo, Hữu Phước, Phú Quý 60.000 đồng, Châu Văn Tị, Phú Nghệ Trị 200.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Chùa Nguyên Thủy 200.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Chuột 200.000 đồng, Như Nguyện, phường 3, thành phố Tân An 50.000 đồng, Chị Thu, cư xá phường 3 50.000 đồng, Ngọc Sương, Thu Hằng, Long An 150.000 đồng, Anh Tú, Anh Tuấn, phường 4, thành phố Tân An 200.000 đồng, Mai Thị Sao, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, gia đình Anh Dũng, phường 6, thành phố Tân An 500.000 đồng, bàn xem đài phòng giáo dục thành phố Tân An 200.000 đồng, với bố Suni, Mai Ca, Hiệp Thạnh 500.000 đồng, gia đình Quảng Long, phường 5, thành phố Tân An 200.000 đồng, Võ Kim Châu, phường 3, thành phố Tân An 500.000 đồng, Cô Năm, Cô Tám, Quệ Nhàn 200.000 đồng, Diệu Bình, Quệ Mỹ, Quệ Quang, Quệ Phước, Quệ Mỹ 350.000 đồng, Quệ Tâm 50.000 đồng, Cô Nhung, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Văn Địch, phường 5, thành phố Tân An 1 triệu đồng, Nguyễn Bạch Gắm, Thủ Thừa 200.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Nhân Thành Trung 300.000 đồng, Hồ Phát Đạt, Lợi Bình Nhơn 100.000 đồng, Hậu Thảo, phường 7, thành phố Tân An 100.000 đồng, gia đình Thắng Thi 300.000 đồng, Lan Khải, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Diệp Kiều Mỹ 500.000 đồng, Nhóm Cô Chính Nguyện, Cầu Úc, Diệu Hạnh, Úc Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tám Nết, Úc Tịch, Dũng Hoàng, Bé Ti, Cậu Nhi, Bảy Dê, Cô Thương 500.000 đồng, Chú Sáu Chánh, Khánh Hậu 100.000 đồng, Thiên Ngân, Trí Khang, Diệp Kiều Mỹ 200.000 đồng, Cô Thu An Thạnh 200.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Ngân hàng Sacombank Long An 20 ký gạo, Quỳnh Danh Lập, Hòa Phú 250.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Hiền, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Nhân Thành Trung 150.000 đồng, Cha Bé Ý, Bé Đào 100.000 đồng, Bạn Xem Đài phường 4 100.000 đồng, Gia đình Cô Lụa Kiến Tường 100.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Của Nghĩa, Thành Lộc, Minh Rạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, Bà Thái, Thị Tiếu và bảy bé gồm Đông Bi, Khôi Anh, Khải, Thịnh Long, ấp 5, Phước Đông, Cần Đước 1 triệu đồng, Hoa Nhã, Đức Hòa 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Dung, Bến Lức 650.000 đồng, Trần Thị Thanh Nhung, Thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu, Đức Hòa 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân, Đức Hòa 100.000 đồng, Võ Văn Tâm, Đức Hòa 200.000 đồng, Ban Khánh Thiện, Thánh Thất, Cao Đài, Long Hiệp 3 triệu đồng, tổng cộng 33.720.000 đồng và 20 ký gạo. Thưa quý vị, chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của quý vị dành cho những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật trong chương trình và đã đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua. Mọi đơn thư cho chương trình, quý vị gửi về chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An, số 125, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, qua Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Long An, số 3, đường Võ Công Tùng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723-822-529. Đến đây, chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình sau.